Hôm qua đó thì hôm trước hôm qua chứ hôm kia tôi thấy trời trên núi nó đẹp, bên dưới núi thì nó mịt mù, tại vì mình trên núi ở độ cao 1.200 m thì mây nó dưới chân mình hết, giống như mình đang bay vậy đó. Đẹp lắm, trời nắng rất là đẹp. Tôi mới đi bộ, tôi đi một vòng vậy. Trên đây thì mang tiếng là sớm núi, thật ra nó vắng người lắm, vắng người lắm. Rồi có đi một đoạn lên rừng rồi quay về. Các vị có nghe tôi bắt đầu thời giảng bằng một cái câu chuyện rất là rùi bu, nhưng mà nó lại là cái duyên khởi quan trọng. Là sau một vòng tôi đi xuyên qua một cái phố núi, có lên rừng một ít rồi quay trở về, tà tà thông thả nhìn nắng sáng rất là đẹp, đẹp lắm. Thì khi về đến cái am của mình ấy, thì tôi mới thò tay vô trong túi, tôi lục, tôi kiếm cái chìa khóa mà mình mặc hai áo, mình biết mình để ở cái túi nào. Lấy quay cái bốn bốn năm cái túi mới tìm được cái chìa khóa. Thì lúc đó, lúc mà tìm được cái chìa khóa, tôi mới trải qua một giây phút mà Nhật Bổn nó gọi là Satori, là đại ngộ. Tôi nhận ra một chuyện rất là thú vị, là hơn một giờ đồng hồ trôi qua, tôi đã đi rất là nhiều chỗ, đi qua xuyên qua, đi qua một cái sông núi, đi lên rừng, rồi trở về, đi xuyên qua mấy cái con đường mòn, tưởng sao cuối cùng trở về lại đi tìm cái chìa khóa. Các bạn hình dung được cái gì đâu, mình đi bao xa đi nữa, đi bao xa thì cuối cùng á thì mình cũng trở về, đi tìm, lục tìm lại một cái miếng kim loại mỏng mỏng mà người ta gọi là chìa khóa. Tôi nhắc lại, đi bao xa rồi cuối cùng cũng quay về với cái miếng kim loại nhỏ nhỏ mà người ta gọi là chìa khóa. Lấy cái chìa đó, nó biết bao nhiêu lỗ mà tại sao phải chọn đúng cái lỗ khóa. Các bạn nghe kể tôi nói, cái chìa đó mình có thể mình thập thập xuống đất cũng được, mình thập xuống đất cũng được, mình thiếu gì chỗ mình, tại sao mình phải kiếm đúng cái miếng kim loại đó. Kiếm đúng cái miếng kim loại mà người ta gọi là chìa đó, mà trong một cái chùm như vậy nó có biết nhiêu chìa, mà lấy đúng cái chìa đó rồi phải tra đúng vào cái chỗ đó thì để mở cánh cửa rồi để đi vào cái căn nhà, và vào từ cái nhà đó mới vào đúng cái phòng mà mình muốn. Các bạn thấy chưa, đó là một quãng đường đi bộ ngắn, đi có hơn một giờ đồng hồ thôi. Ở trên núi thôi đi bộ. Thì tôi mới nghĩ một chuyện là những người mà đi nghìn dặm từ Úc mà họ bay qua bên Nhật rồi về Việt Nam rồi qua Mỹ rồi cuối cùng là trở về Úc, hoặc là từ châu Âu mà đi qua Mỹ rồi trở về châu Âu, không? Rồi từ Việt Nam đi qua Mỹ rồi trở về Việt Nam, có đi đâu nghìn dặm thì cuối cùng quý vị nhớ kỹ ra cái cuối cùng là từ sân bay về đó, thì quý vị cũng phải thọ tay vô lấy cái chìa khóa. Còn không nữa đó, thì bà con phải móc cái phone này, phải móc cái phone, một cái phone bấm 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 gọi cho người nhà mình ra mở cửa, thí dụ như vậy. Nó bây giờ má sắp về rồi nha, má sắp về rồi. Mà tại sao là trong thiên hạ có biết bao nhiêu số phone mà mình phải chỉ gọi đúng cái số đó thôi, các bạn thấy chưa? Lúc bây giờ cái số nó trở thành là cũng là một cái chìa khóa mở cửa nhà đó, mặc dù nó là cái phone, nhưng mà trong cái phone nó có cả trăm số mà mình phải gọi đúng cái số nào đó thì mới có người mở cửa cho mình vào, đúng không? Thì ngay lúc đó tôi mới nghĩ ra một cái chuyện mà tôi sớ thấy nó xúc động lắm. Xúc động ở chỗ là thì ra chúng ta, đời sống chúng ta có qua bao nhiêu sóng gió phong ba, cuối cùng mỗi người cũng phải có một cái chỗ về, và chỉ về với cái chìa khóa của mình thôi. Đấy. Và lúc đó tôi mới nhớ cái câu chuyện mà tôi đã kể 2.000 lần ở trên Internet. Đó là có một cái ông nó đi nhậu, nhậu say xỉn với bạn bè, là lúc anh về đó thì bạn bè chia tay ảnh, lúc chia tay thấy anh đứng trước nhà, đứng trước ở ngoài đường á, cũng đứng ngoài cột đèn đường mà anh đi tìm cái gì đó, thì bạn nó đi rồi nó mới quay xe nó lại, nó hỏi tìm cái gì, có cần nó giúp hay không, thì nó tao tìm cái chìa khóa. Thì mấy thằng bạn hỏi ông có chắc ông lớp rớt ở đây hay không, nó nói chắc thì không có chắc, nhưng mà tại vì ở đây có đèn đường cho nên tao tìm ở đây. Câu chuyện đó đối với tôi nó rất là thú vị. Ông không có biết chìa khóa ông có nằm ở đâu, nhưng mà trước mắt ông nhậu xỉn rồi thì ông thấy chỗ nào có đèn sáng là ông tới, ông tìm chìa khóa qua đó thôi. Đấy, thì mình cũng vậy. Mỹ nó có một câu tôi cũng nói nhiều lần, vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu.
Đấy, chính vì mình không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu, cho nên mình mắc vào hai cái sai lầm sau đây. Và từ đó mình tiêu pha hoang phí rất là nhiều công sức, thời gian, trí tuệ, tiền bạc và hy sinh vô vàn nhiều thứ lắm để mà chuộc lại cái ngu đó. Cái ngu thứ nhất là không biết cái vấn đề của mình thật sự nó là cái gì, cho nên coi những cái không thật sự là vấn đề đó là vấn đề, và những cái nó thật sự là vấn đề đó thì mình lại không xem nó là vấn đề để mà giải quyết. Okay, cái đó là cái ngu thứ nhất. Cái ngu thứ nhất là không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu, và có những cái nó không đáng để xem là vấn đề thì mình lại nâng nó lên thành vấn đề. Còn những cái đáng để giải quyết như là một vấn đề thì mình lại bỏ nó qua một bên, và từ đó nó dẫn đến cái ngu thứ hai là mình mãi mê đi tìm giải pháp cho những cái mình gọi là vấn đề. Đó là cái ngu thứ hai. Mà có nhiều khi chỉ vì đi tìm cái chìa khóa để giải quyết cái vấn đề, mà nếu mà cái vấn đề đó nó đáng để mình giải quyết thì mình mất một đời, mất 10 năm, 20 năm nó không tức. Còn cái này là chính vì mình không biết vấn đề ở đâu, cho nên mình xem những cái không đáng là vấn đề là nâng nó lên thành vấn đề, rồi tìm cách đi bỏ ra cả một đời để giải quyết nó. Mà khổ thay, khi mình đã thấy cái vấn đề không phải là vấn đề, mà không phải vấn đề mình xem nó là vấn đề, thì cái chuyện mình tìm chìa khóa nó cũng là sai bét. Thế là cả một đời thay vì đi tìm chìa khóa, mình chỉ tìm được có cái đinh thôi, hoặc là một cọng kẽm thôi mà biết mở vào đâu. Cho nên nhớ cái câu này nữa, cái chìa khóa mà ổ nào mở cũng được đó là chìa khóa vạn năng, mà cái ổ khóa mà chìa nào mở cũng được thì nó không phải là ổ khóa nữa. Nhớ nha, nhớ cái đó quan trọng lắm. Cái chìa khóa mà ổ nào mở cũng được đó là chìa vạn năng, nhưng mà cái ổ mà chìa nào mở cũng được thì nó là ổ khóa hư. Đây, ở đây cũng vậy, có những cái vấn đề là lẽ ra nó mình xem nó là vấn đề nhưng nó không phải là vấn đề, nó không phải là cái chuyện đáng để mình quan tâm. Đấy. Và các vị hỏi tôi vậy chứ, nói lòng vòng vậy chứ cái vấn đề thật sự của chúng ta là gì, thì phải nói rằng là tùy vào cái căn cơ của mỗi người. Chứ căn cơ nghĩa rộng đó, căn cơ nghĩa là tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý đó. Đấy. Tùy căn cơ mỗi người mà cái vấn đề của mỗi người nó không có giống nhau, nhưng mà tụ chung lại đó thì chúng ta phải về với Phật thôi. Phật dạy trong bao nhiêu năm hoàng đạo đó, ta chỉ nói có hai chuyện thôi. Chuyện thứ nhất, xác định mọi hiện hữu là khổ. Và chuyện thứ hai là đưa ra một con đường thoát khổ. Đó chính là cái vấn đề lớn nhất của Đạo Phật. Vấn đề lớn nhất mà Đức Phật này đặc biệt này chú ý. Bởi vì tất cả vấn đề của chúng ta nó đều khởi đi từ cái chuyện mà chúng ta hiện hữu trong đời này thôi. Có một điều như tôi vừa nói, tùy thuộc vào cái căn cơ của mỗi người, tùy thuộc vào cái trình độ nhận thức của mình, mà như tôi vẫn thường nói là do từ cái trình độ nó dẫn đến thái độ, dẫn đến hành động, dẫn đến nếp sống. Từ cái trình độ nó dẫn đến cái chuyện nhận thức. Đấy. Cho nên chỉ có rất là nhiều chuyện mà trong mắt người này nó là vấn đề, nhưng trong mắt người kia nó không phải là vấn đề. Chính vì vậy cho nên Đức Phật ngày chốt lại vấn đề, ngày nói rằng là cái vấn đề mà rốt ráo nhất tất cả những người có trí đều phải nhìn nhận đó, thì gom là chỉ có hai chuyện. Thứ nhất là xác định mọi rắc rối trên đời đều đi ra từ hiện hữu. Như vậy cái hiện diện đầu tiên đó, hiện hữu nó là khổ. Đây, giải quyết cái hiện hữu đó. Và cái thứ hai đó là cái con đường mà dẫn đến cái con đường mà đưa đến cái giải pháp. Cái giải pháp để giải quyết cái sự hiện hữu đó. Thì chỉ có hai cái vấn đề này nè, nó là cái mới là cái chuyện lớn mà tất cả hiền trí trong đời, ba đời mười phương đều coi trọng. Còn tất cả những cái còn lại như tôi nói, vì cái căn cơ của mỗi người khác nhau, cho nên là trong đầu của mỗi người đó, cái gọi là vấn đề đó, nó không giống nhau. Và nhiều khi đó, phải nhiều khi mà thường khi, luôn khi chúng ta là tiêu pha hoang phí thời gian công sức cho những cái chuyện mà nó không có đáng là vấn đề. Ví dụ như có người do cái căn cơ tập khí nhiều đời mà họ coi cái miếng ăn đó là tất cả, nghèo quá mà thì coi cái miếng ăn là vấn đề. Có người coi cái chuyện mặt đẹp là vấn đề. Có người coi cái nhà cao cửa rộng là vấn đề. Có người coi cái nhan sắc, cái ngoại hình đó là vấn đề. Có người coi cái tiền, cái tiếng tâm đó là vấn đề, quyền lực là vấn đề, tình cảm là vấn đề.
Tri thức là vấn đề, sự hưởng thụ những đời sống là vấn đề. Các vị thấy dễ sợ chưa? Tùy vào cái căn cơ mọi người và một ít, rất là ít những người họ mới giải quyết vấn đề từ cái cội nguồn căn để của nó. Đó chính là làm theo lời Phật. Làm theo lời Phật, gom cái vấn đề nó lại. Khi mình gom nó lại đó thì mình mới có thời gian để giải quyết nó, vấn đề đó. Cái những đơn giản này không phải là, không hẳn là dễ dàng nha, nhưng mà khi mình gom nó lại đơn giản đó thì mình mới có thời gian để mình dốc sức, mình mới toàn tâm mình giải quyết nó. Còn đằng này do cái căn cơ khác nhau cho nên ý, mỗi người xem nặng một số chuyện, mà tôi nói một số là tôi nói ít, chứ còn phàm phu người nào cũng có một núi vấn đề. Mà trong đó đó thì một cái núi đó đó gom lại theo Đức Phật chỉ còn có hai thôi, đó là mọi hiện hữu là khổ. Đấy, mà mình lại không biết cái sự thật này, cho nên đó mình cứ lặn hụp ở trong cái biển sanh tử, mà từ trong cái lặn hụp trong cái biển sanh tử đó mình có mới nảy ra một cái núi vấn đề. Từ cái biển sanh tử nó nảy ra một núi vấn đề, mà cái núi đó thì cái vấn đề đó là toàn là do mình nghĩ ra thôi. Có biết bao nhiêu người tôi quan sát cũng có cái lòng cầu pháp giải thoát lắm, nhưng mà khi đặt chân vào làm tăng ni hay là làm cư sĩ, cái chuyện mà họ quan tâm ấy, nó gọi là giáo lý, nó gọi là hành trì, nó gọi là đời sống nội tâm, nó gọi là sự phát triển những giá trị nội tại, mà cứ lây quay lẫn quẩn những cái vấn đề mà nó thật ra nó không phải là cái chuyện đáng được quan tâm. Cho nên cho đến cuối đời đó, khi mà mắt mờ tay biết, gối mỏi chân trùng rồi đó, thì lúc đó họ mới nhận ra là bao nhiêu năm trong cuộc đời đó, cái mà họ quan tâm là cái gì. Đó, cho nên cái bài giảng sáng hôm nay đó, tôi bắt đầu từ cái chuyện chìa khóa đó, để tôi gợi ý có về một chuyện rất là quan trọng. Đó là tùy thuộc vào cái căn cơ của mỗi người mà cái chốn về của chúng ta không có giống nhau, và cái gọi là vấn đề để giải quyết của mỗi người cũng không giống nhau, và mỗi người tự đi tìm lấy những cái chìa khóa để mà giải quyết những cái vấn đề mà mình gọi, giải quyết những cái chuyện mà mình gọi là vấn đề đó. Thì bây giờ khi biết Phật pháp rồi, cái chuyện đầu tiên là mình phải xác định cái chuyện lớn nhất, cái vấn đề lớn nhất phải giải quyết là cái gì. Mà cái gì nó không thật sự là vấn đề thì không cần phải bận tâm đi tìm cái chìa khóa cho nó là chi, mệt. Đằng này ra chúng ta tiêu pha một đời để mình đi tìm cái chìa khóa cho những cái mà thật sự bản thân nó không phải là cái ổ khóa. Cái đó mới là cái đáng để mình quan tâm. Không có gì đau chứ bằng mất mấy chục năm để đi dũa, đi mài một cái miếng kim loại, gọi nó là cái chìa khóa, đúc vào một cái chỗ mà thật ra nó không phải là ổ khóa. Cái ổ khóa mà mình cần mở là chỗ khác chứ không là cái này. Đây, những cái rối rắm về gia đình, những cái vấn đề, những vấn đề của bản thân, những phức loạn của nội tâm, những phức loạn nội tâm, nó cũng từ đó nó ra. Mà ngay cả những bệnh tâm thần, những chiếc mất ngủ, nó cũng khởi đi từ cái chỗ là mình không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Thì theo ở trong cái gọi là bộ gọi là chú giải của Sammo Hovino Dani, tức là chú giải của bộ Quy Phân Ga đó, bộ A Tỳ Đàm thứ hai của tạng A Tỳ Đàm ấy, trong đó khi mà giảng về cái 18 chương Matisamida đó thì có 7 chương, mà cái bộ này nó có tới 18 chương. Trong đó có một cái chương mà nó bị duyên khởi đó, xuất sắc lắm, rồi về giảng xuất sắc. Tức là tùy vào cái căn cơ của chúng sanh, hễ là phàm phu thì ai cũng có vô minh hết. Vô minh nghĩa là không biết bốn đế đó, không biết mọi hiện hữu là khổ. Thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa, không biết cái đó. Cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện là làm thiện làm ác. Vì không biết mọi thứ là khổ cho nên mới có nãy là cái phân biệt vọng tưởng, là cái này là ngọt, cái kia đắng. Và vì chạy trốn cái đắng mà đi tìm cái ngọt đó, cho nên người ta mới làm ác làm thiện. Mới có người làm ác làm thiện. Đứa ngu thì nó làm bậy, còn đứa mà cũng khôn chút thì nó làm điều thiện. Rồi cái đứa ngu thì nó luân hồi ở trong mấy cái cõi đọa, còn đứa khôn chút thì nó luân hồi trong mấy cái cõi nhân thiên. Chỉ vậy đó, chưa hết còn nữa. Trong cái đám mà đọa đó, nó lại có, nó nằm ở trong gọi là nhiều cái nhóm cơ tánh khác nhau. Cơ tánh là khuynh hướng tâm lý đó. Cái đứa mà coi như là sân nhiều thì nó có những cái thích ghét rất là đặc biệt. Mà đứa tham nhiều nó có những cái thích ghét rất là đặc biệt. Cái đứa si nhiều nó có những cái thứ món thích ghét rất là đặc biệt.
và cái đứa trí nhiều, niềm tin nhiều, nó cũng có những cái thích và cái ghét rất là đặc biệt. Và rung rung này thế nào cũng có người thắc mắc, hỏi ủa cái căn cơ mình khác nhau nên dẫn đến cái thích ghét khác nhau, cái thích ghét là cái gì? Thì nãy tôi mới nói đó, có người thích ăn, có người thích mặc, có người coi trọng cái nhà ở, có người coi trọng cái chiếc xe, có người coi trọng tiền bạc, quyền lực, tình cảm, tiếng tâm, phải không? Thì hễ mình thích cái gì thì đương nhiên là mình sẽ có cái ghét ngược lại. Tôi nói không biết là bao nhiêu ngàn lần cái này. Khi mình thích cái gì thì mình sẽ ghét cái ngược lại. Ví dụ như mình thích ấm thì mình ghét lạnh. Mình thích êm thì mình ghét cái gì mà nó không êm. Mình thích mịn á, mịn màng thì mình ghét cái gì mà nó thô nhám. À, nó thô ráp, nó đơn giản như vậy thôi, nhớ không? Cái hệ chính vì cái vô minh nó thiên hình vạn trạng, mỗi đứa có một kiểu vô minh khác nhau. Đây. Rồi là mà tại sao có gì khác nhau là bởi vì là cái môi trường sống của mỗi người do tiền nghiệp nó không giống nhau. Từ cái tiền nghiệp nó không giống nhau nó dẫn đến cái môi trường sống không giống nhau. Mà cái môi trường sống không giống nhau thì nó dẫn đến những cái tư duy không giống nhau. Và mình với người khác đã khác nhau rồi mà mình kiếp này với kiếp khác nó cũng không có giống nhau nữa, bởi vì cái môi trường đó. Đấy. Phàm phu mà nghèo khổ, phải không? Xấu xí bệnh hoạn thì nó có cái kiểu vô minh khác. Phàm phu mà đẹp đẽ giàu có thông minh sung sướng thì nó lại có kiểu vô minh khác. À, và từ cái chỗ vô minh khác nhau cho nên cái chuyện mà làm thiện làm ác nó không giống nhau. Hai đứa cùng sát sanh, hai đứa cùng trộm cắp, hai đứa cùng ăn nhậu, thấy giống ấy, quay phim chụp hình thì giống nhưng mà cái quả nó cho khác nhau hết, bởi vì cái nồng độ tham sân si ở hai đứa khác nhau, cái nồng độ tài kiến ở mỗi đứa nó khác nhau. Đứa thì thường kiến, đứa thì đoạn kiến. Đấy. Đứa thì đoạn kiến 3.7, mà đứa thì 7.3. Đấy, nó khác nhau. Chính vì cái nồng độ thiện pháp, nồng độ ác pháp không giống nhau. Cho nên, trên cái nền tảng thiện của mình, mình có làm ác, cái ác mình không giống người ta. Mà trên cái nền tảng ác của mình có làm thiện, cái thiện mình cũng giống người ta. Đấy. Rồi tới lúc trên cái nền tảng ác đó, mình là ác, mình cũng không giống người ta. Mà trên nền tảng thiện, cái thiện mình cũng giống người ta. Có bốn trường hợp, nhớ nha. Tức là trên nền tảng thiện thì mình làm thiện cũng không giống ai, mà trên nền tảng thiện của mình, cái vốn thiện của mình, mà mình có làm bậy, cái bậy cũng không giống ai. Mà cái ác cũng vậy. Trên cái nền tảng phiền não của mỗi người đó, chúng ta có làm thiện hay là làm ác cũng không giống ai. Mà từ chỗ nó không giống nhau cho nên nó dẫn đến cái cảnh giới tái sinh không giống nhau. Và kể cả trường hợp có cùng một cảnh giới tái sinh thì cái nơi chốn trụ xứ không giống nhau. Mà dầu có cùng một trụ xứ thì có hoàn cảnh, cái thân phận cũng không giống nhau. Nha. Cùng làm con chó, con heo hết trong cùng một cái chuồng, trong cùng một gia đình. Nhưng một con thì nó khôn, con nó mới khôn. Con được chủ thương, con chủ đem đi nhậu. Có không? Có, tôi thấy hình như có. Rồi cũng là chó nhà giàu ấy, mà lúc mà nó đẻ ra, con chủ giữ lại nuôi, tiếp tục cho giàu. Hưởng giàu, có con đứa đó cũng chó nhà giàu mà đẻ ra chủ nhìn thẩm khoái, chủ đem đi cho người ta, mà cho nhầm ai? Một là cho nhầm cái đứa nhà nghèo, về ăn cơm nguội thấy bà nội. Hai là chủ đem đi cho nhầm cái thứ mà nó bợm nhậu, nó thấy trên 5kg là nó đem ra nó xử. Thấy chưa? Cũng là chó nhà giàu, đó, có một cha một mẹ đó, yeah, con chó đó. Con người thì cũng có bị hiểu mà. Một cha một mẹ, không? Tôi có biết những cái gia đình mà coi như là giàu sang trí thức, cả nhà đều dân gọi là tốt nghiệp đại học hết, mà tự nhiên lọt một đứa nghiện ngập, hoặc là lọt ra một đứa tự nhiên nó bị cái chuyện lụy tình, cả gia đình ai cũng sung sướng cái mình đó. Tình yêu đầu đời bị lừa dối, tình yêu thứ hai đối phương chết sớm, tình yêu thứ ba thì coi như là nó héo úa tàn phai, tim nó thương tật say sướt rồi còn nữa mà yêu. Rốt cuộc cả đời chỉ khổ về chữ tình, mà trong khi đó cũng được ăn học, mà chỉ vì một chữ tình cuộc đời tan nát. Rồi có người cũng sinh ra trong môi trường rất là ngon lành, cái gì cũng như anh em, chỉ còn cái tội thôi. Nhỏ xíu mới có 18 tuổi mà phải đi bệnh viện mổ 8 lần tim thòng. Thấy chưa? Một gốc ra đó. Cho nên do cái vô minh khác nhau, khuynh hướng tâm lý khác nhau, cho nên cái hạnh nghiệp nó khác nhau. Và từ đó mỗi người có một núi vấn đề khác nhau. Và do không hiểu Phật Pháp cho nên chúng ta mới đặt để cái này là vấn đề, cái này là vấn đề, rồi từ đó mới đi tìm cái chìa khóa để giải quyết vấn đề đó. Và chính vì cái nhận thức sai lầm trong cái chuyện cái này là vấn đề hay là không phải vấn đề,
nó dẫn đến cái chuyện thứ hai là đi tìm chìa khóa lộn. À, cái ổ này mà đi tìm cái chìa kia, mở cả đời mở không ra, mà đâu phải mở không ra rồi tỉnh ra không, tiếp tục mài dũa chìa khóa tiếp. Đấy, hôm nay mà mỗi ngày mình đi cài như con trâu là để gì? Để đi mài cái chìa khóa. Yeah, đi mài chìa khóa. Trước đây trong một thời gian tôi nói rằng, tôi kể cho các vị nghe cái chuyện 12 con một hộp á. Sáng mà bà con hỏi đi đâu, nó đang đi khiên gạo, 2 con một hộp. Đấy. Bây giờ nó lại có một chuyện khác, tức là mỗi lần mà bà về sáng sớm mà bạn bè gọi phone hỏi các vị đi đâu, các vị nói là đi mài chìa khóa. Sáng nào bác sĩ đi vào phòng mạch, dược sĩ đi ra pharmacy. Đấy. Tiểu thương đi ra tiệm, ra quán buôn bán. Đứa bán vé số cầm cọc vé số lên lên đường để đi bán vé số. Đứa ăn mài cầm cái thao đi ra ngoài chỗ đông người đi ăn mài. Bác sĩ thì đi vô bệnh viện, vô phòng mạch. Tưởng sao tất cả đều giống như một điểm là đi mài cái chìa khóa. Đi mài cái chìa khóa để giải quyết một cái ổ khóa nào đó, để mở đi cái ổ nào đó. Mà từ nãy như nãy tôi có nói, có nhiều cái nó không có đáng để mình xem nó là cái ổ khóa. Cho nên mình cũng không có nhất thiết mà phải là tiêu pha hoang phí cái thời gian công sức để mà đi tìm cái chìa mà chọn cái đó làm cái gì. Đây, nhưng mà vấn đề mình không biết. Cho nên Đức Phật ngài xác định lại là trong vô vàn những cái rối rắm của thế gian, như là ở trong kinh kinh gì ta, kinh Trường Bộ ấy, kinh Đại Bát Niết Bàn ấy, Đức Phật ngài dạy rằng do không hiểu bốn đế cho nên ta và các ngươi vô số kiếp đã lăn trôi luân hồi, do vô minh mà tham ái chi phối nên chúng sanh nó rối rém rắm như canh hẹ. Các vị mở ra trong đó nói, trong đó họ cái canh hẹ là ngôn ngữ của mình, còn trong đó ngài nói là giống như một bụi cỏ dại vậy đó, nó rối như bụi cỏ dại, nó rối đủ thứ vấn đề trong đó, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui lăn lóc ở trong cái thiện ác buồn vui để giải quyết cái khổ này, để đi tìm cái vui kia, chuyện gì mình cũng làm, và từ đó vấn đề nó nảy ra vấn đề, cái rối rắm nó nảy ra rối rắm. Các vị biết, các vị tháo chỉ, các vị biết mà tháo chỉ tháo kẽm, các vị biết không có biết đường tháo đúng, càng tháo nó càng rối, càng gỡ nó càng rối. Đấy, mình cũng vậy, càng gỡ càng rối. Nghèo không biết ăn phận, đi vay nóng của đám xã hội đen, rồi từ đó nó bị tụi nó tới nó đòi siết, lúc nó siết nợ thì sao ta, một là nhảy lầu chết, còn không nữa thì không có lầu để nhảy thì sao ta, là bắt đầu đi gọi là dây vô cái đám tội phạm để đi kiếm tiền trong con đường nhanh nhất. Mà hồi đầu số tiền nó nhỏ lắm, nhưng mà do mình ngu từ bữa đầu, hết chỗ mượn đi mượn xã hội đen, rồi từ cái chỗ mà tụi cho vay nặng lãi nó tới nó đòi gắt quá, nó đâu mới lại đi giải quyết bằng đám xã hội đen, đi nhảy vô trong cái tội phạm, nhảy vô làm tội phạm, đi buôn lậu ma túy, rồi vô trong đó rồi sống chui sống nhủi, rồi mà người ta bắt được cũng phiền, người ta không bắt được thì cũng khổ, sống chui sống nhủi, sống trong sợ hãi như vậy. Có nghĩa là để giải quyết cái rắc rối này, để đi tìm đến cái rắc rối khác là chỗ đó, đa phần chúng ta là vậy. Không có nhiều người để giải quyết một cái sở thích quái đản rồi nó đi bán rẻ bản thân, chỉ vì một cái mớp đầm, một thổi son, một lọ nước hoa mà đem cả cái thân phận hồng nhan cái mình đem trao gửi cho một cái thằng không ra gì, chỉ vì nó có tiền thôi. Đó là giải quyết vấn đề bằng cách là giải quyết vấn đề bằng cách là đẻ thêm vấn đề. Nhiều lắm quý vị, nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi nghĩ tu là tu tâm chứ không phải tu tướng. Nhưng mà tại sao chúng ta cần đến thiền viện? Bởi vì đó là cái chỗ mà mọi người tạm thời để hết những cái vấn đề của mình bên ngoài cổng thiền viện, để vào trong đó quên. Chứ còn bây giờ nó chưa có điều kiện xuất gia mà cứ tiếp tục sống trong cái mớ bồng bông rối rắm, hy vọng là giải quyết cái rối rắm, sống trong cái đống rối rắm mà giải quyết rối rắm khó lắm, rất là khó. Cho nên tạm thời chưa xuất gia được thì phải nghĩ đến một cái nơi chốn nào đó, lâu lâu mình gửi mình vào đó ít lâu. Đấy. Cho nên tôi vẫn thường nói, đối với cái điều thiện đó, chưa có kết hôn thì cũng phải biết đính hôn, tức là chưa xuất gia được thì cũng tỉnh thoảng biết đi thiền viện, biết nuôi chí tu hành sau này, nuôi chí ly dục, thì đó gọi là chưa có kết hôn cũng phải biết đính hôn. Còn đối với điều ác, chưa có ly dị được thì cũng phải biết ly thân, có nghĩa là chưa có xé hôn thú thì ít ra phải biết ngủ riêng đứa ở phòng cho nó đỡ rối, không chứ mình đừng có nói là chưa có ly dị được, chờ con lớn nó ly dị mà giờ tiếp tục ngủ chung giường nữa là nó phiền lắm, nó khó ngủ lắm. Tôi chưa có gia đình nhưng mà tôi hình dung cái cảnh mà tôi ngủ với cái người mà ngái rồi tôi đã thấy ghét rồi,
ngủ với người có mùi là tôi đã thấy ghét. Ngủ với người mà đầu gào không, sáng ngủ dậy mà đầy mũ gối trắng xóa như là tuyết rơi trên đỉnh tuyết sơn, đó là tôi đã gào là hôi, người có mồ hôi giấm, mồ hôi muối không, mồ hôi dầu á, rồi ngủ người hay ngáy, người nghiến răng, người chẳng nghiến miếng nổi chừng đó thôi. Chỉ vấn đề sinh học là mình đã ngáy ngủ chung không được, nói chi là những người mình đang lấn cấn, đang lợn cận cái vấn đề tình cảm, về vấn đề tâm lý làm sao mà ở gần. Cho nên trong thời gian chờ đợi tòa xử ly dị hắn, hai đứa hai phương thì trước mắt thôi thì đứa một phần ly thân, còn ít nhất người hoặc là khá nữa đứa nhà cũng được. Và đối với cái điều bất thiện ấy, thì trước khi ly dị phải biết ly thân. Đối với điều thiện, trước khi kết hôn thì cũng phải biết đính hôn là chỗ đó. Bởi vì chúng ta chỉ có thể giải quyết vấn đề ngay từ cái nền tảng là tránh xa vấn đề. Người ta có nói có nhiều cách để giải quyết một vấn đề lắm. Một là mình đối diện với nó. Đây, mình đối diện với nó. Hai là mình thay đổi nó. Và ba nữa là mình lẩn tránh nó. Một là mình trực diện giải quyết, hai nữa là mình thay đổi tình hình. Và nếu là thứ ba không được á, thì mình gọi là lẩn tránh. Có nhiều cách giải quyết vấn đề, chứ không phải lúc nào mình cũng phải đem cái chuyện đối đầu, hoặc cũng không phải lúc nào mình cũng đem cái chuyện mà lẩn tránh ra. Không, mà nó có tới ba cái giải pháp để giải quyết một vấn đề. Một là mình trực diện nó, mình nói thẳng lên nó để mình giải quyết. Hai nữa mình gọi là quán chuyển tình thế, thay đổi tình hình, thay đổi cái cục diện. Thứ ba nữa là tránh mặt luôn, lẩn tránh. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề. Và như tôi nói hồi nãy giờ, thì tùy vào căn cơ của mỗi người mà cái vấn đề của mỗi cá nhân không giống nhau. Và từ đó, cũng vì cái căn cơ không giống nhau, cho nên là cái cách mà đi tìm cái giải pháp của mỗi đứa cũng không giống nhau. Đây, không giống nhau. Và từ cái chỗ cái giải pháp không giống nhau là mình lại tiếp tục đẻ ra những vấn đề khác. Tức là khi mình đã sai đó, từ cái sai này nó dắt tới cái sai khác, giống như chữa bệnh vậy nè. Đây bác sĩ biết, bác sĩ dược sĩ hội rành này lắm. Uống lộn thuốc nó là nảy ra vấn đề khác, uống sai thuốc ấy. Mình chữa bệnh A mà uống sai thuốc nó nảy ra bệnh C, bệnh F, bệnh N. Đây, bệnh N bệnh là bệnh vô tận ấy. Khổ vậy đó. Cho nên là coi chừng đó, cẩn thận đó, giải quyết vấn đề mà không khéo là nảy sinh vấn đề. Thì như tôi quay lại cái đề tài nãy, tùy vào căn cơ của mỗi người mà chúng ta có tất cả là bốn cái cách giải quyết vấn đề. Cách thứ nhất là có những chúng sinh trong đời này vì trốn khổ tìm vui, vì tham sống sợ chết mà chuyện bậy nào cũng làm hết. Trốn khổ tìm vui, tham sống sợ chết mà chuyện gì cũng làm hết, bậy bạ cỡ nào cũng không quan trọng. Đó là cách giải quyết vấn đề theo gọi là cách một. Cái loại thứ hai đó là tập trung vào cái điều thiện. Nói thẳng cái tên luôn là thập thiện. Tức là biết bố thí, biết nghe pháp, biết phục vụ. Biết phục vụ, biết phụng sự chúng sinh, biết làm từ thiện xã hội. Cả ngày là biết kinh kệ, chu mỏ, lần chuỗi hơn. Áo lam, pháp danh, giới điệp, tù lâm hết. Đại khái có một cái vẻ ngoài mà tu hành ghê gớm đó, nhưng mà lòng chưa có ly dục. Chưa có chịu thấy rằng đó, cái đời sống mà còn thích còn ghét là khổ. Chưa thấy được cái chỗ đó. Họ chưa có thấy, họ chưa có sợ được cái thích và ghét là chưa được. Họ biết phải biết sợ cái thích và cái ghét, mà đằng này họ chưa biết. Họ khá hơn loại một. Loại một là cấm đầu ở trong cái ác. Cái loại hai là biết lánh ác hành thiện, nhưng mà chưa có biết sợ trong cái đời sống là vật dục. Họ chưa biết sợ. Cái hạng thứ ba đó là ly dục, tu tập thiền định. Cái hạng này hiếm, nó càng lên cao nó càng hiếm dần. Ly dục, sống đúng thiền định, tìm vui và tìm quên, tìm vui và tìm quên trong cái đời sống thiền định. Chết rồi không có về các nhân thiên dục giới nữa, mà đi về các cõi phạm thiên, này, sắc và vô sắc. Đó là hạng thứ ba. Cái hạng thứ tư đó là họ thấy rằng ý, làm ác là bị đọa là khổ đã đặt, mà làm thiện mà để mà quanh trong các cõi nhân thiên cũng không khá gì, mà đi về các cõi phạm thiên đó được bao lâu rồi cũng phải rớt trở về cái đơn vị gốc. Cho nên cái hạng thứ tư này đó là nghe lời Phật, nghe lời Phật dạy, tu tập niệm xứ, cầu giải thoát, cầu giải thoát, cầu giải thoát. Thì tổng cộng là bốn hạng. Tức là bốn hạng này có bốn cái cách giải quyết vấn đề khác nhau,
Và cái gọi là vấn đề trong đầu của bốn hạng này cũng không giống nhau, không giống nhau, không giống. Do cái chuyện mà nhận thức vấn đề không giống nhau, cho nên cái nhận thức và giải pháp cũng không giống nhau. Và từ đó nó dẫn đến cái chung không giống nhau. Đừng có trách tại sao, tại sao. Đừng có trách tại sao mà tôi khổ hoài, tại sao mà tôi không được như người ta. Lý do là từ ngay trong cái nhận thức căn bổn của mình ý, căn bổn căn bản của mình ý, mình đã sai. Sai. Ở trong Pháp Cú có một câu rất là quan trọng, trong phẩm đầu tiên ý. Thấy vấn đề, cái đáng gọi là vấn đề đó thì lại thấy nó không phải là vấn đề, mà cái vấn đề không thấy nó phải là vấn đề, mà cái không phải vấn đề lại thấy nó là vấn đề, thì cứ quẩn quanh trong hai cái đó thì muôn đời không tìm ra được cái giải pháp cho vấn đề. Đó là cái bản dịch của tôi. Còn cái bản dịch trong tiếng Pali đó, cái bản gốc tiếng Pali là chữ Sarat, là cái cốt lõi. Thấy cái cốt, thấy cái xem cái chuyện quan trọng á, cái chữ Sarat là cốt lõi, nghĩa đen, nghĩa bóng là quan trọng. Thấy cái chuyện, coi cái chuyện quan trọng là điều không quan trọng, mà coi cái chuyện không quan trọng là quan trọng. Thế là cái cần phải giải quyết thì không chịu giải quyết, mà cái không cần giải quyết thì cắm đầu gục mặt để tìm cái phương hướng giải pháp để giải quyết. Thì hỏi cuộc đời sao khá nổi, sao khá được. Như tôi còn nhớ hoài cái chuyện anh đó, anh bị một cái chứng, một cái hội chứng tâm lý rất là lạ. Chuyện này tôi cũng kể cũng nhiều lần lắm. Có nghĩa là mỗi lần mà anh lên giường anh ngủ, anh sắp, anh mới vừa anh thấy bình thường đi ngang cái giường đó, anh không có gì hết, mà mỗi lần anh sắp lên giường là anh có cảm giác là nó là có người dưới giường có thò tay nắm chân mình. Đó, nhớ chuyện đó không? Đó. Lần nào anh sắp lên giường là anh có cảm giác là có người dưới, có ai nó dưới sàn ấy, thò tay nắm chân anh sợ lắm. Mà mỗi lần sắp ngại mà trên giường muốn thò cái chân xuống là đi, anh cũng ngại là giờ anh thò xuống là có cái đứa nào dưới nó thò tay nó nắm chân anh. Khổ lắm. Cái là sắp lên giường thì là lòng nó thập phòng thập thỏm, mà lên giường rồi mà muốn đi toilet cũng phập phòng thấp thỏm, lòng cũng yên. Cái nằm mà cứ nhớ đến lúc mà phải rời cái giường anh lo đó. Cuối cùng anh đi đến gặp bác sĩ gia đình, mà thấy ngán quá mới đẩy qua bác sĩ tâm lý, đẩy qua bác sĩ thần kinh, toàn là dân chuyên gia expert không đó. Ông này ông kia tìm đủ cách để giải pháp về thuốc, rồi ông này đưa ra giải pháp tâm lý, liệu pháp tâm lý, liệu pháp y học tâm linh, mất thuốc men không có nào được. Cuối cùng thì anh mới khổ tâm quá thì anh gặp thằng bạn, tình cờ gặp thằng bạn dốt, bạn đạp xích lô. Bạn hỏi sao xúc lúc này mặt mày xanh lè, nó không có ngủ được. Rồi mới kể bạn nghe, bạn nói cười cái kỳ, nó nói, tao học mới có lớp 3, tao không phải bác sĩ. Nhưng mà tao thấy cái chuyện mày đơn giản lắm, mà về mày chưa cưa cái chân giường là đâu có đứa nào trốn dưới được nữa. Tao mới học lớp 3, nhưng mà tao thấy không có bác sĩ, y tá gì mệt, dẹp. Tao là lớp 3 là tao xách cái cưa, tao phang 4 cái cẳng giường, tao cưa sát, chỉ là bà cố nó đốn không có nổi, chuột chung không lọt, dán chung không lọt, lấy gì mà chung, người nào mà chung, ma nào mà chung, thấy có lý. Đến giờ anh cưa phang nó 4 chân giường, trời từ đó là sao anh ngủ như heo, anh ngáy như bò, mập như con gấu, là coi như là đơn giản là giải quyết vấn đề, giải quyết đúng vấn đề là nó ra, khoái câu chuyện lên, khoái câu chuyện. Thì chúng ta cũng vậy. À, có nhiều cái chuyện nó không có đáng, nhưng mà nâng nó lên thành vấn đề, mình nâng nó lên thành vấn đề, chỉ vì một vết nám trên mặt thôi, ưu tư lo lắng đủ điều mà đôi khi có biết bao nhiêu chuyện, má ba già yếu không ai lo, rồi anh em dòng ngõ, bà con bạn bè láng giềng đồng nghiệp, nhiều người cần giúp đỡ mình vẫn lo, mà mình chỉ lo có vết nám trên mặt thôi. Có cái trường hợp tôi biết có. Rồi chỉ vì một cái túi sách, một cái túi đồ hiệu mà mình thích quá, mà bây giờ mình đang canh mà coi như nó giảm phần trăm đó, bao nhiêu trăm làm đi mua bữa ăn rồi cứ nhớ nhiều đó, sáng chiều lái xe ngang coi nó có giảm nữa không, bị giảm bị cái Black Friday, mình canh Black Friday mình mua cái này mua cái kia, mà trong cuối thu thì chờ đó, nó vậy nghèo mà cuối thu thì chờ cái giảm giá đồ thời trang mùa thu, cuối hè thì chờ nó giảm giá đồ mùa hè, mà cuối đông thì chờ nó giảm giá đồ mùa đông để mua, mà tưởng sao mua xong tới cái mùa năm sau á, cái thấy nó đềm vấn đề, nó không biết phải giải quyết cái đống mà lỡ mua phải làm sao, mà cả đời cứ xoay quanh mấy cái khổ đó, mà thật sự nó phải là vấn đề, nhưng mà mình khi mình nâng nó lên thì vấn đề là tự mình đã gánh một cái gánh nặng ảo giác, và đi tìm một cái chìa khóa để giải quyết vấn đề nó lại cũng là cái chìa khóa ảo giác nữa. Ghê như vậy đó. Này.
Cho nên là tôi quay lại bài giảng của tôi đấy, tức là tùy vào cái căn cơ của mình mà mình gọi là coi cái gì là vấn đề, là đi tìm cái giải pháp cho cái vấn đề đó. Và phàm nhân nó khác thánh nhân ở chỗ nào đấy, phàm nhân khác thánh nhân chỗ nào, nhiều lần tôi nói khác nhiều lắm. Ví dụ như mà không được có nói phàm nhân á không tin lắm cái điều mình hiểu, chỉ vì mình không hiểu lắm cái điều mình tin đấy. Và vì không hiểu lắm cái điều mình tin á, cho nên mình không tin lắm cái điều mình hiểu, cứ vòng vòng vòng. Còn thánh nhân hiểu rất rõ cái điều mình tin, cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu đấy. Và chưa nó còn nữa, cái đặc điểm của thánh nhân là gì? Thánh nhân mà bậc thấp à, 4 tầng không? Sơ nhị tam tứ quả thế. Thì ở trong Pali đó có xài cái chữ rất là hay, nó giữ chữ Bhavana. Bhavana Bhavana có nghĩa là nâng cấp. Nhiều Việt Nam nhiều người dịch lắm, tu tiếng tùm lum, dẹp. Tôi xài tiếng của trong nước à, chữ nâng cấp. Bhavana là nâng cấp, có nghĩa là thánh nhân chỉ có nâng cấp thôi. Đấy, còn phàm phu mình đó, là vừa nâng cấp mà vừa chỉnh sửa nữa. Có khi còn đọc hết xe lại nữa, Việt Nam phàm phu có màn đọc hết xe lại chỉnh sửa là còn đỡ, rồi còn repair là còn maintenance là còn đỡ. Còn Việt Nam còn vì phàm phu mình còn có chiêu mà đọc hết xe lại nữa, có cái vụ đó nữa. Và trong rừng thế nào cũng có người mới hỏi tôi, hỏi gì cái chữ chỉnh sửa, chữ nâng cấp Pali là Bhavana, còn cái chỉnh sửa là cái gì? Có Pali có, tại vì dốt quá biết. Uchukata có nghĩa là chỉnh sửa, cứ là sửa cho nó ngay, nó cứ lẹp bên này nó lạc qua bên kia, nó lẹp nó chen bên đây, nó lẹp qua bên kia. Đấy, mà bây giờ mình sửa cho nó ngay gọi là Uchukata. Uchu tức là ngay, là thẳng, direct, là straight. Còn cái kata là từ cái động từ karoti, là làm cho nó ngay, làm cho nó thẳng. Cho nên ý, nó có những cái chữ mà tôi rất là thích, tôi rất muốn dịch, cố ý muốn dùng mà sợ dùng chúng chửi. Ví dụ như cái chữ Savaka trong kinh Dịch là Tinh Văn, mà tôi rất muốn dịch là cái chữ thính giả. Bởi vì chữ Savaka nghĩa là người nghe. Đấy. Và cái chữ Uchukata nó là chỉnh sửa đó. Thật ra nó có cái chữ rất là hay, mà bây giờ tôi dục dịch cái chữ đó là người ta chửi không còn nước non nào. Đó là chữ chính trị. Chính trị là làm cho nó ngay, cho nó thẳng, chính là thẳng. Trị là điều chỉnh, sửa. Trị á, giống như trị quốc vậy đó. Trị quốc, trị an, trị thủy. Trị thủy là sao ta? Trị thủy là nước chảy tùm lum hết. Bây giờ mình đắp đê, mình be bờ, mình đào, mình sâu cho cái dòng nó đi theo ý mình muốn, gọi là trị thủy. Trị là điều chỉnh. Mà chính trị cái này chỉnh cho nó ngay, có khỉ gì đâu. Mà nó xui một chỗ là bây giờ cái chữ đó là đã bị Tây nó gọi là politics. Và thằng Nhật, thằng Tàu nó dịch là chữ chính trị. Bây giờ mình chỗ chúng ta mình dịch là chính trị thì kỳ quá. Các vị hỏi tôi tu hành có quan tâm chính trị không? Nó có, nhưng mà chữ chính trị tôi hiểu thì nghĩa của tôi à, hiểu thì nghĩa tiếng Phạn à. Chính trị là Uchukata, nghĩa là chỉnh cho nó ngay. Chỉ có khỉ bóc vậy. Chỉnh cho nó ngay theo đường chánh đạo. Chánh đạo là gì? Là đi đúng theo chân lý. Chân lý thì chỉ có một thôi. Còn cái mà giống chân lý nó tới 1 tỷ rồi. Cho nên nó chính trị là mình chỉnh cho nó đi ngay bóc cái con đường. Chỉ chính trị nghĩa thì nghĩa đen ở trong phần đạo Phật hay lắm, phải không? Hay lắm. Cho nên là mỗi người tùy vào cái căn cơ của mình mà có một cái vấn đề khác nhau. Và như tôi nói, thánh nhân bậc thấp quãng đường còn lại để tiến đến quả vị La Hán, người ta chỉ có một việc để làm, đó là nâng cấp. Nâng cấp cái gì? Nâng cấp cái nhìn của mình, nâng cấp cái trí tuệ, nâng cấp thiền định của mình, nâng cấp cái giới hạnh của mình này, rốt ráo hơn. Nhưng các vị trong rừng thế nào cũng thắc mắc, ủa nâng cấp giới hạnh làm sao? Giới hạnh mà bậc thấp tức là chỉ trước có gọi là trang nghiêm thân khẩu thôi. Cái giới như cái giới mà bậc cao là phải trang nghiêm cả cái ý nghiệp nữa. Trang nghiêm thân khẩu là không để là không nói, không có làm cái gì để phạm giới, thì cái đó là giới bậc thấp. Còn cái giới bậc trung á là tránh làm, tránh nói những cái mà dầu luật chưa có kể tên ra để cấm vẫn tránh luôn. Ví dụ như cứ ăn rồi cứ alo người này, alo người kia, email, messenger, viber, Zalo, rồi trong nước rồi email, rồi liên lạc, cái đó luật không có cấm. Nhưng mà theo cái tinh thần giới luật bậc trung á, thì phải tránh luôn. Cái giới luật bậc hạ là tránh những cái luật kêu tránh. Giới luật bậc trung á là tránh những cái mà giới luật không có cấm, nhưng mà nó là những cái thân nghiệp khẩu nghiệp mà là khổ mình khổ người, hại mình hại người là tránh.
giới lực bậc thượng á là ngay trong cái ý nghiệp, ngay trong ý nghiệp. Có nghĩa là tham sân si là tránh đã đành, mà lìa luôn cả cái tâm dục giới, rồi lìa luôn cả cái tâm sắc giới, lìa luôn cả cái tâm vô sắc, lìa đến cái là chán, lìa đến là chán, chán, chán cái tâm dục, chán cái tâm sắc, chán cái tâm vô sắc, và cuối cùng là chán mọi hiện hữu, chán mọi sự tồn tại, mọi hình thức tồn tại của danh sắc. Cái đó là bậc thượng đó, giới mà định nghĩa như vậy là bậc thượng. Rồi trong kinh có vị hỏi tôi kinh nào, dạ Pháp Thích Samhita, cái chương gọi là giảng về giới, chương là si lắm mà gia pa nha, si lắm mà gia nha đó, tức là cái trí mà có từ giới đó, thì cái giới đó định nghĩa như vậy, cái gốc cái giới mà định nghĩa thì ba cấp như vậy đó, thì nó mới kết nối được với cái trí. Còn cái giới mà mình hiểu theo nghĩa của mình là giới bậc hạ không à, tức là chỉ trang nghiêm, thân nghiệp, khẩu nghiệp, mà theo cái gì luật là giới luật đã hướng dẫn cụ thể, giống như không được sắc sanh, không được thưởng thức vũ nhạc kịch, ví dụ không được phấn son, hương liệu, mỹ phẩm, nữ trang, ví dụ đó là tránh những cái mà giới luật quy định cụ thể, đó mới bậc hạ thôi. Còn bậc trung là tránh cả những cái luật không cấm, nhưng mình biết là nó không có lợi cho mình, cho người, cho đời sống nội tâm, tâm linh. Đấy. Và cái thứ ba mới ghê, tức là không có bị, không có chẳng những thân nghiệp, khẩu nghiệp, mà cả cái ý nghiệp nữa. Đó gọi là cái tinh thần giới học mà bậc thượng, nhớ nha, thượng. Rồi thì là nãy giờ nếu mà các vị tinh ý, các vị thấy tôi đã mở ra một cái bức tranh gọi là toàn cảnh về cái, chỉ riêng cái chữ vấn đề đó, vấn đề, cái ý thức về vấn đề, ý thức về vấn đề, và cái con đường, cái giải pháp để giải quyết vấn đề đó ở mỗi chúng sinh nó khác nhau. Nãy thì tôi có nói có bốn đó. Bây giờ mình thấy khi mà cái căn cơ mình thấp quá đó, thì mình coi cái nhu cầu vật chất là vấn đề. Có người coi cái chuyện tình cảm, gia đình, tình cảm nam nữ là vấn đề. Đấy. Có người coi cái chuyện giàu nghèo là vấn đề. Có người coi cái chuyện mà xã hội khen chê khinh trọng là vấn đề. Đấy. Nhưng mà ở một trình độ cao hơn thì người ta thấy rằng còn quẩn quanh ở trong cái thế giới vật chất, còn thích sướng sợ khổ, thích đẹp ghét xấu, này thích ấm êm mà sợ đói lạnh là chưa khá, phải đến bên cảnh giới thứ hai, đó là cảnh giới chỉ sống trong sống nội tâm, tâm định thì ly dục, chỉ nhớ bao nhiêu đó mà hãy ly dục là trước mắt là ly lìa khổ, hãy ly dục là phải lìa khổ, nhưng mà mình nhớ ly dục là lìa khổ, nhưng mà chỉ lìa được một ít khổ và chỉ lìa được một cách tương đối thôi. Tương đối thôi. Thì khi mà mình tu giới đó thì mình lìa được một ít khổ thôi, bởi vì khi tu giới là mình chỉ tránh được một số cái ác, một số bất thiện, cho nên mình chỉ tránh được một số ác khổ thôi nha. Tu giới đó, trong tinh thần giới học thì mình chỉ tránh được một số ác, cho nên mình chỉ tránh được một số khổ. Khi mà tu định đó, mình lìa hẳn những cái lòng đam mê trong cái vật chất, thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái khổ liên hệ đến vật chất không còn nữa. Đó là lý do tại sao mở cái tầng thiền mà tứ thiền của Đấu Đại đó, cái tầng tứ thiền, tầng tam thiền là không còn hỷ ưu, mà tầng tứ thiền không còn khổ lạc là chỗ đó này. Nhưng mà chỉ có tu tuệ này là giải quyết toàn triệt tất cả cái ác, cho nên nó mới giải quyết được tất cả cái khổ. Nhớ nha, cái ác mình tránh được bao nhiêu thì cái khổ mình cũng trừ được bấy nhiêu. Nhớ cái đó. Thì tùy cái cấp độ tu học mà chúng ta cứ nâng cấp cái thiện thì cái ác nó bị rơi. Nhưng mà như nãy tôi vừa nói, chỉ có bậc thánh hữu học từ sơ nhị tam quả đó, thì họ cái công phu tu hành họ chỉ còn là một chữ, đó là chữ bhavana, cái là nâng cấp. Còn cái phạm vu của mình đó, có cái phải nâng cấp mà có cái phải chỉnh sửa, mà nó đau đớn thay, cái chỉnh sửa thì nó quá nhiều, còn cái mà nâng cấp thì không có bao nhiêu. Có mới nâng thì nó không có lấy gì nâng không. Ví dụ như bây giờ mà lỗ mũi nó thấp thấp mình mới nâng, còn giọng nó đẻ ra mà nó bị không có cái sống lấy gì mà nâng, nó đút nguyên miếng cao su vô đó nó nâng. Chứ còn có cái xương, đâu có cái bẩm sinh nó không có cái xương này, là có mấy người có bị thấy mà hạng mặt tử không, mấy người mình cùi đó, cái sống mũi nó có lấy gì mà nâng. Nhớ cái đó, cho nên phải có mới nâng. Cho nên ở trong, bây giờ mình quay lại nha, ở trong gì ta, ở trong cái bộ Quý Phăng Gái Bộ đó, tôi thiết tha lắm, tôi thiết tha cái bộ đó lắm. Kinh điển là bộ nào cũng thiết tha, nhưng mà đặc biệt trước mắt
này, trước mắt là trong mấy lớp intensive tôi đặc biệt muốn giảng trước mắt là ba bộ, tôi đang giảng cái bộ Bát-xa-mi-đa mất cá, rồi sau 7 chương của bộ này tôi muốn giảng qua 18 chương của cái bộ Sammo-ha-vi-no-na-ni, đó là buổi quý phần thứ hai, và sau đó tôi tiếp tục tôi giảng 500 vấn đề giáo lý và dị kiến của bộ Katha-vát-thủ, tức là bộ luận điểm của Atidam. Tôi thiết tha thì làm sao làm cho đến 55 tuổi là kim bồn tỷ thủ, rửa tay không có dạy nữa. Thì tôi quay lại ở trong 18 chương của bộ Sammo-ha-vi-no-na-ni, thì có một cái chương mà 18 chương nói nhiều về nhiều vấn đề. Nãy từ tôi nhắc qua cái chương về duyên khởi đó, trong đó cho biết là tùy vào căn cơ của mỗi chúng sinh mà cái vô minh nó khác nhau, và từ đó cái hành nó khác nhau, cái ái khác nhau, và cái ái khác nhau nó dẫn đến cái nghiệp hữu khác nhau, và dừng nghiệp hữu khác nhau nó dẫn đến tái sinh khác nhau, và bị tái sinh khác nhau cho nên cái vô minh khác nhau, mình cứ vòng vòng bây giờ không biết nó điểm bắt đầu nằm đâu đó. Khi nào mình gặp Phật pháp ra đời thì mình phải chỉnh cái vô minh mình chút đó, thì nhờ vậy là vậy khi nào chứng thánh thì khỏi nói, còn hãy còn phàm thì mình biết Phật pháp mình chỉ chỉnh vô minh mình nó khá hơn cái vô minh của mấy đứa kia chút vậy thôi. Mà trong đó có một cái chương mà giảng về gọi là Sammapada đó, tức là tứ chánh cần, hay lắm. Thì bây giờ tôi đang nói về cái chữ chỉnh sửa và nâng cấp đấy, cho nên tôi buộc phải quẹo qua cái chương đó, cái chương mà Sammapada đó, chương gọi là chương chánh cần hay là chánh tinh tấn ấy. Trong cái chương nó nói hai chuyện, tức là tất cả công phu tu hành của chúng ta chỉ gói gọn trong hai chuyện thôi, đó là nâng cấp và chỉnh sửa. Này thì ở đây ai mà trong room này mà nghe đến tứ chánh cần mà tại sao tôi gom gọn còn cái hai chữ nâng cấp và chỉnh sửa. Chỉnh sửa tức là út chút gặp ta, còn nâng cấp đó là bhavana. Tại sao vậy? Từ tất cả pháp môn gom lại còn ba tứ chánh cần, mà tứ chánh cần thì tôi gom là còn hai chữ thôi, nâng cấp và chỉnh sửa. Nâng cấp và chỉnh sửa, chỉnh bị trước hết là phải chỉnh sửa trước. Tứ chánh cần là gì? Là thận trừ tu bảo. Thận có nghĩa là ngăn chặn những cái ác pháp chưa có, đừng để cho nó xuất hiện. Trừ có nghĩa là những ác pháp đang có mặt thì giải quyết cho nó đừng có tái hiện. Và còn tu cần ở đây có nghĩa là nỗ lực làm cho xuất hiện những thiện pháp chưa có. Đấy. Và bảo cần có nghĩa là duy trì những thiện pháp đã có, đừng để cho nó mất. Thận trừ tu bảo, thận là ngăn, trừ là ngăn cái chưa đến, mà trừ là diệt cái đang có. Tu tức là phát triển cái chưa có, mà bảo được là giữ lại cái đã có. Thì bốn cái nó cộng lại nó còn có hai chữ này, đó là chỉnh sửa và nâng cấp. Đối với những cái bất thiện là phải chỉnh sửa, không mà để tiếp tục đi trên con đường tà đạo, đường ác đạo nữa, thì đó gọi là chỉnh sửa. Như hồi nãy tôi nói, chân lý chỉ có một đường thôi, con chân lý đi theo lời Phật, đi theo đường chánh pháp chỉ có một, nhưng mà cái con đường mà nó tương tự với chân lý nó nhiều lắm. Thí dụ như hồi mục đích tu hành để gì? Để an lạc, đúng không? Đấy, tu hành là để an lạc. Và bước ra đời, hỏi bao nhiêu người thiên hạ, dầu Phật tử hay không phải Phật tử, đạo Chúa hay đạo Phật, đạo Hồi, đạo Do Thái, hỏi họ đi, cái mục đích của đời sống là gì? Là an lạc, đúng không? Nhưng mà nó khổ thay, mỗi người có một cái kiểu tiêu chí an lạc khác nhau, cái tiêu chí và cái tiêu chuẩn cũng giống nhau. Đấy. Có người chỉ cần đẹp là hạnh phúc rồi. Có người ăn sung mặc sướng là hạnh phúc rồi. Có người thì nhà cao cửa rộng là hạnh phúc rồi. Có người nổi tiếng là hạnh phúc rồi. Có người gọi là tình cảm viên mãn vuông tròn như ý là hạnh phúc rồi. Đấy. Có người cơ bắp khỏe mạnh trùng trùng hùng húc là hạnh phúc rồi, đúng không? Có hết. Mỗi người có cái niềm đam mê, mỗi người có niềm đam mê, ai mà họ cho rằng có được cái mình thích đó chính là an lạc, đúng không? Đấy. Và nếu mà nói mà có được cái mình thích là an lạc thì trên đời nó cũng biết bao nhiêu cái an lạc. Trong khi đạo Phật nói không, đạo Phật nói không. Theo tinh thần đạo Phật thì nó chỉ có là ba cái thứ an lạc, mà cái an lạc của cuộc đời nó nói nó chỉ lọt vô có một cái thôi. Chứ trong đạo Phật có tới ba thứ an lạc, cái này phải ghi nha. Ba thứ, cái an lạc thứ nhất là quả lành. Đây có nghĩa là hễ mà tâm thiện mà nó có mặt thì sẽ để lại cái quả lành để cho
thân tâm mình nó được sung sướng, do sáu căn nó biết được sáu trần như ý, không mắt thấy cái mình muốn, tai nghe cái mình thích, mũi ngửi được cái mình muốn, lưỡi nếm được cái mình thích, ví dụ như vậy, gọi là cái hạnh phúc nó có ba. Cái thứ nhất là quả lập, đời nó chỉ biết có cái đầu tiên, bác sĩ, tiến sĩ, con khỉ móc gì ngoài đời, nó chỉ biết có một thứ đầu tiên là hạnh phúc từ cái quả lành thôi, nghĩa là cái mình muốn thôi. Đấy. Nhưng mà cái hạnh phúc thứ hai ngoài đời không biết, đó là hạnh phúc của nhân lành. Đấy, mà phải là cái trình độ nào mới thấy được cái niềm vui trong cái nhân lành. Đấy. Đa phần là chúng ta chỉ thấy sung sướng khi mà được hưởng quả lành của bố thí, chứ chúng ta hiếm có người thấy được cái hạnh phúc trong cái nhân lành của bố thí lắm. Tức nghĩa là cái hạnh phúc trong lúc cho ra nó sướng lắm. Mà cái trình độ rất người, tôi phải xài cái chữ hơi nặng, rất người nha, trình độ rất người mới hiểu được cái niềm vui của người bố thí. Đa phần là họ chỉ vui khi họ nhận quả bố thí thôi, tức là được giàu, được ăn ngon mặc đẹp, xe cổ, nhà cửa, bla 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 bla. Đa phần chúng sanh, đa phần tuyệt đại đa số, most and almost là đều là hạnh phúc, mà hiểu thì mới nghĩa quả lành thôi. Nhưng mà cái số người mà trình độ phải rất người này, rất người, đừng ép tôi nói cái chữ nặng nha, rất người đó thì nó mới là biết cái niềm vui thứ hai này. Có nghĩa là nó vui là bởi vì nó đang sống trong cái nhân lành, vui vì đang sống trong trí tuệ, trong chánh niệm, trong từ tâm, trong vô tham, trong ly dục, trong bi mẫn. Đấy, cái trình độ như thế nào đó nó mới có thể vui được với nhân lành. Và tôi biết có người họ coi nhẹ cái quả lành đó, nhưng mà họ rất là nặng cái nhân lành. Rất là nặng. Họ vui vì họ đang làm thiện, đang vui vì họ đang tu thiền, đang có giới, đang có văn. Văn nghĩa là đang lắng nghe giáo pháp, đang trí tuệ, đang chánh niệm. Chứ còn nhà cao cửa rộng họ cũng ê chề lắm rồi. Cái hạng này rất là khó à. Khó. Đa phần là vui vì quả lành, chứ hiếm có người nào biết vui vì cái nhân lành. Nhưng mà cái hạng thứ ba còn hiếm dữ dội nữa. Cái hạng thứ ba nó chán, nó thấy rằng cả cái nhân lành quả lành đều là quẩn quanh trong sinh tử. Không? Mà hỏi với cái nhân quả, nhân lành quả lành mà nó còn ngán thì nói gì là cái nhân ác quả ác gì? Vậy tưởng tượng đi. Nhân lành quả lành mà nó còn ngán mà. Ông Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác Việt Nam có một câu mà nếu mà cái câu đó mà ngày xưa mà tôi không biết gì hết mà nói cái câu đó là trong kinh Trưởng Lão Tăng Kệ, cái câu đó của một vị trưởng lão La Hán nào nói là tôi tin liền. Nếu mà cái câu đó ai mà dịch qua tiếng Pali rồi tôi tin liền đó. Mà có điều là câu này bằng thơ chữ Hán của Lê Hữu Trác, Hải Thượng Lãng Ông ấy. Thiện diệt lãng vi hà huống ác, phú phi sở nguyện khởi ưu bần. Việc thiện mà ta còn làm biến làm thì nói gì là việc ác. Thiện diệt chỉ diệt diệt xe, diệt là cũng. Thiện diệt lãng, lãng có rê, lãng là làm biến. Thiện diệt lãng vi hà huống ác. Việc thiện là còn làm biến làm thì nói gì việc ác. Phú phi sở nguyện khởi ưu bần. Cái giàu là cái ta không ham, thì cái nghèo nó phải là cái để cho ta sợ. Cảnh giới cao nhất, cái này mới đúng là cái lời mà tuyên bố xác nhận cái trình độ tu chứng của một vị thánh, rất là đúng. Cái ông Hải Thượng nào dĩ nhiên không phải là thánh rồi, ít ra ông đã nói hộ cho các vị thánh một câu rất là tuyệt, ít nhất chí ít cũng là cái thái độ tu học của một người Phật tử. Đến một lúc nào đó mình sẽ thấm thía cái câu này, đến một lúc nào đó trong đời mình sẽ thấy khi mà cái giàu nó không phải là cái niềm đam mê đó, thì cái nghèo nó không phải là cái đe dọa. Nhưng mà khi mình quá ham giàu, mình thấy cái nghèo nó là mối đe dọa. Mà khi mình thấy cái nghèo nó là mối đe dọa, thì mình thấy cái giàu nó là mục đích đến đáng mơ ước. Đấy. Và thế là cả đời trốn nghèo mà tìm giàu, đặt sai vấn đề mới đi tìm cái giải pháp cho cái sai đó. Và cuối cùng cả đời là cuối cùng chỉ được có cái hòm bằng vàng thôi. Maximum chôn cái hòm bằng vàng thôi. Này, cái hạng chiếu sạch thứ ba mới ghê. Thiện mà tự nhiên họ thấy là còn làm biến làm, nói gì điều ác. Họ thấy cứ quẩn quanh. Ví dụ như bây giờ theo trong kinh đó nha, thì Đức Phật và các vị đại đệ tử của ngài, như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Uruvela Kassapa, ngài Câu Hy La Cọp Thị Tá, ngài Cấp Y Na Kiết Tân Na, bla 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 bla, tất cả đều chứng thì phi tưởng hết. Tức là bên cạnh cái tứ quả La Hán, tất cả đều là chứng gọi là phi tưởng hết. Tất cả Đức Phật và 47 vị đại đệ tử, không nhiều lắm, nhưng mà đây mình nói cụ thể là 47 đi, 47 vị tăng và 13 vị ni, mình đi hàng đầu á, 60 vị đại đệ tử, không
cộng với là mấy chục cư sĩ, mình nói kể, mình chỉ kể tăng ni là 60, không? Tổng cộng có 80 vị đại tinh tăng. Thì trong đó mình thấy đấy, tất cả đều là phi tưởng phi tưởng. Nếu mà mình giả định, đây là giả định supposing thôi nha, nếu mà các vị này không niết bàn thì không có cảnh giới nào để các vị về, ngoại trừ ra cõi phi tưởng phi tưởng, bởi vì tất cả đều chứng có tầng nó hết. Từ Đức Phật, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, Vụng Liên đều phi tưởng phi tưởng hết. Bởi vì cái cảnh giới các ngài, tôi đang giả định, giả định với cái trình độ các ngài không còn chỗ nào để đi, chỉ cái phải về cõi cao nhất, đó là cõi phi tưởng phi tưởng, cái tầng vô sắc cao nhất. Mà khổ thay, cái ngài biết rất rõ. Ở đây tôi không nói cái gì mà các ngài hết phiền não nha, cái chuyện đó mình để qua bên, mình đang nói cái chuyện mà giả định, đang giả định. Các ngài biết rất rõ là về đó làm cái gì. 84.000 đại kiếp rồi sẽ qua đi, rồi sẽ qua đi, mà về đó làm cái gì? Cái phàm phu còn nghĩ về đó là cảnh giới đó, đó là cái chỗ náo thân ẩn mình, giấu mặt tị nạn, tị nạn sinh tử trong thời gian khá dài. Nhưng mà dài đây là so với cái kiếp người phù du dưới đây nè, một hai trăm năm đó, nó dài thiệt. Chứ 84.000 đại kiếp mà so với cái dòng thời gian mà miên viễn thiên thu dằn dặt bất tận của trời đất vũ trụ đó, thì 84.000 đại kiếp nó chẳng là cái gì hết, nó chỉ là một nháy mắt của thiên thu vũ trụ, chỉ là một trái đất, chỉ là một hạt cát trong vũ trụ. Thưa quý vị, cái không gian và thời gian nó là cái giả niệm, cái vọng tưởng lớn bé dài ngắn, chỉ là cái giả niệm vọng tưởng. Cái trong cái nhìn rốt ráo của một cái bậc đứng bên kia bờ giác ngộ thì chẳng là cái đám ôn gì hết này. Cho nên các vị tưởng tượng với một cái trình độ mà tu chứng như các ngài thì cái chỗ cao nhất mà để các ngài về thì xứng đáng nhất chỉ là phi tưởng phi tưởng, mà các ngài coi nó giống như một cái bãi đờm vậy. Chính Đức Phật ngài nói là còn một tí hiện hữu thì ta cũng cho rằng nó đáng gớm như là một tí phân động vật. Một tí phân động vật hay là một tí phân dính những cái que, cái tâm, hay là một đống, một bãi phân, thì nó đều là phân hết. Một phân, một bãi là bãi phân hết. Dầu là về trên cõi phi tưởng hay phi tưởng thì cũng chỉ là một hình thức hiện hữu, nó vi tế, nó sang sang hơn tí thôi. Nhưng nó cũng là một là phân, động phân. Cũng giống như cái người mà đã sợ bệnh viện rồi đó, thì dầu ở trong bệnh viện mà ở trên sân thượng của cái lầu 100, hay là ở cái tầng trệt của bệnh viện thì đã là bệnh viện là thấy không khoái rồi, không ai mà muốn ước ao có cái giường nằm trong đó hết. Tôi nói các vị có thể không tin, nhưng mà tôi nói thiệt, bệnh viện mà thứ một ngày mà phải trả $1 triệu sang trọng cực kỳ, mạ vàng gắn ngọc, y tá toàn là người mẫu với hoa hậu siêu sao, rồi bác sĩ rồi coi như cưng chiều tôi như ông cố nội rồi, thì tôi cũng không có ham vô bệnh viện. Tôi hứa các vị không tin, nhưng mà tôi xin đề nó là thật, bệnh viện mà y tá toàn là người mẫu không, chân dài là tới cổ luôn đó. Tôi không ham, bởi vì lý do là trời đó, cái bệnh viện cái sáng sáng vô nó lụ cho mũi, chiều nó lụ cho một mũi, rồi nước biển sáng chai chiều tay tối chai, mà nó làm cái đó rồi chịu không nổi, chịu mà nổi rồi cái chế độ ăn uống nó quái gở. Tôi nhớ thời gian mà tôi mổ sạn cái thận ở bên Đức, trời nó ngán muốn chết luôn, mình chỉ thèm một cái miếng rau luộc chấm xì dầu mà dầm ớt nó cay cay, mà rau lan rau muống tiệm Thái thôi luôn các bạn. Nó mua cho ăn bên Việt Nam, bên Thái Lan coi thường với bên đây mà thương lắm, quý lắm đó nha. Mới cho dĩa rau luộc, xì dầu, dầm ớt cho cay. Mà đằng này cái chế độ ăn uống nó lạ lắm. Nó phải ghi, cái giường tôi, cái phòng tôi nằm là 4 giường đó, thì nó để tên của tôi, à, nó để tên tôi, nó để cái họ, để chữ farm thôi. Thì cái nó để là thức ăn mỗi ngày là cái mâm của tôi khác, cái mâm của thằng cha người bên, nó chả bị cái gì tôi biết, nhưng cũng nằm ở trong cái bộ phận mà urology đó, bên cái đám mà tiết niệu thận gì đó. Mà trời ơi, nó thấy cái gì đâu mà quay tay mà nó xay nó nát thành bột, rồi nó cho ăn ba cái gì đó, cái broccoli gì đó, trời ơi, lớn muốn chết, mà ngày nào nó cũng cho tôi ăn, mà nói mà ăn không là tôi đã muốn trèo tường trốn viện rồi. Tôi nói thật, ăn thôi đó là đã muốn trốn viện, muốn đu cái ống nước mà chạy về nhà mới ăn thôi, chứ chưa có nói cái chuyện mà trời ơi lúc nó chuyền cái ống ra, tôi dòm, tôi thấy cái bịch mà tôi thấy nó máu nó lợn cợn, tôi ngán quá. Mà người thì nó cứ đau râm râm, nó cứ giật giờ nó cho uống thuốc ngủ, cầm canh nó mệt. Nó lấy xong rồi nó cho tôi về, nó để cái ống nằm trong đó 2 tuần. Tới lúc mà nó rút cái ống ra, tôi thấy 12 cái mặt trời mà nó văng ngang. Bởi vì chiều sáng ra tôi mới ngủ dậy, mà sao tôi nghe nó
nó hơi ngộ ngộ. Tôi đi toilet ngang rồi ngộ, tôi dòm thấy nó hơi lẫn cận, tôi ngát, tôi nhớ vụ máu tôi ngát quá. Tôi bèn liên lạc khẩn cấp với người quen, nó rước người tôi mới rau ôm giờ tôi uống. Ngát lắm, bây giờ quay vô nó làm cho tôi cục 5 cara, nó chết tôi luôn. Cho nên các bạn tưởng tượng, khi mà người ta đã coi tam giới nó là bệnh viện rồi, ta không muốn nằm cái phòng nào hết, dầu vô trong cái phòng riêng của bác sĩ mà trưởng khoa đó, viện trưởng nó cũng muốn nằm đó. Bây giờ lên trên sân thượng lên nó cũng muốn nằm, mà xuống dưới cái tầng hầm mà để xe cái bệnh viện nó cũng nằm, nằm tầng trệt cũng nằm, mà nằm tầng thứ 9, 18 nó cũng nằm. Nó nghe nói tới cái bệnh viện là buồn ơi, ta xin chào đi, chào đi, bonjour, tris, tris, bonjour đi, sợ lắm. Cho nên tất cả chúng sinh trong đời chia làm ba hạng. Hạng thứ nhất là thấy hạnh phúc ngay ở trong cái quả lập. Cái hạng thứ hai nó thấy hạnh phúc ngay trong cái nhân lành. Cái hạng này là chua lắm, cái trình độ rất người. Tôi cố ý tôi xài cái chữ này nó nặng, rất người nha, rất người, rất người thì nó mới thấy được hạnh phúc trong cái nhân lành. Và cái hạng thứ ba nó thấy không còn cái nhân quả thiện ác mới thật sự là hạnh phúc. Cho nên có một vị tỳ kheo hỏi ngài Xá Lợi Phất, thưa tôn giả, niết bàn không còn cảm thọ thì sao gọi là hạnh phúc? Thì ngài Xá Lợi Phất nói, được niết bàn được gọi là hạnh phúc vì nó không còn cảm thọ, bởi vì còn cảm thọ là còn đau khổ. Văn kinh chí, người nói là văn kinh chí về đã chữ tăng sáp ban tăng đúc khề, bất cứ cái gì mà nó còn được cảm thọ, còn được cảm giác, đó đều là khổ. Vì sao? Vì nó không có bền, nó không có bền. Một là bản thân nó không bền, hai là cái lòng của mình đối với nó không có bền. Tôi nói hoài, mình rước về một con người hay là một món đồ mộc là nó sẽ bỏ mình nó đi. Hai là mình sẽ có ngày mình chán nữa. Một là người bỏ đi, hoặc là người bỏ đi mình nhìn cách là nó bỏ mình, hoặc là nó chết. Đồ thì nó không, đồ cũng vậy, một là nó bị mất, hai là nó bị hư. Đó là thứ nhất là cái vấn đề về phía đối tượng. Còn cái vấn đề ở phía chủ thể là mình nè. Nhiều khi mà nó chưa kịp đi rời khỏi mình đó, là mình đã nạn đó rồi. Đấy. Và thiếu phước, tôi nhấn mạnh nha, thiếu phước, thiếu trí. Nghe cái chỗ này phải xâm lên mình, thiếu phước cộng với thiếu trí. Dễ dàng đam mê thích thú trong những thứ rẻ tiền, mà hãy mình thích cái gì mình sẽ ghét cái ngược lại. Do đó hãy thiếu phước cộng thiếu trí, nó sẽ có cái thích cái ghét rất là rẻ tiền, và từ đó nó hình thành nên cái personality của mình, cái nhân cách thấp kém của mình. Cái này phải xâm lên người. Phước kém mà trí kém nó sẽ cho mình thích những cái rất là kỳ. Tôi nói nó, tôi xin cúi đầu xin lỗi trước những người sẽ hiểu lầm tôi, chứ tôi đâu có lỗi đâu, tôi xin, nhưng mà tôi xin lỗi những người hiểu lầm tôi. Ví dụ những người nhà quê, tôi là gốc nhà quê chánh hiểu, là tôi là phó thường dân Nam Bộ. Khi mình ở vùng nông thôn mà vùng sâu vùng xa đó, học ít mà gia cảnh bần hàn khó khăn, thì cái thích của mình nó ngộ lắm, nó ngộ lắm. Mình chỉ mong là cứ nghe mưa là thích lắm, bởi vì mình nghe mưa nó là mình biết là ếch, lương, rùa, rắn nó sẽ nhiều, và chỉ cần mình làm đầy một giỏ là mình thấy khỏe rồi. Rồi mình chỉ mong là có cá, cua, rùa, rắn mình đem ra ngoài, mình bỏ mối ngoài đầu chợ đó. Mình mới mua được cái quần tây, mua được cái áo sơ mi. Rồi khá khá đứa nào biết trọng cổ thì nó có được áo mới đó, chiều chiều đó. Ngồi ở trong làng, trong vùng sâu đó, hát trọng cổ với con lan, con cúc, mà tụi nó cũng như mình, cũng hôi phèn, khát nắng vậy đó. Hát cải lương trọng cổ để mà làm quen với nó, rồi lấy nhau đẻ ra 7 con. Chỉ mơ ước có nhiêu đó thôi. Mua được cái đồng hồ, mà đồng hồ Tàu, đồng hồ Thái, mừng lắm. Mừng lắm, vùng nông thôn khổ lắm. Mình ở cái vùng sâu vùng xa đó, khi mà cái điều kiện, những cái điều kiện về vật chất, điều kiện về giáo dục, điều kiện về tri thức, về tư duy, về tâm linh mình nó nghèo á, thì cái thích của mình nó cũng hạn chế lắm. Và từ cái thích hạn chế nó dẫn đến cái mình ghét cũng hạn chế lắm. Mình chỉ ghét cái gì nó ngược là cái mình thích thôi. Ghê như vậy đó. Nha, nhớ cái đó. Cho nên chúng sanh đa phần ấy là chỉ thấy được hạnh phúc ở trong cái mình thích thôi. Mà cái hạng thứ hai là hiếm lắm, là họ vui trong được cái điều lành, vui trong được cái nhân lành. Và cái thứ ba là cái hạng cực hiếm, có nghĩa là họ biết chán, họ biết chán cái chuyện mà tẻ nhạt, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại của cái dòng sanh tử. Họ thấy rằng ngay trong đời này mà giàu cách mấy thì cuối cùng cũng cơm ngày ba bữa, tối ngủ một giường, và mỗi lúc mặc chỉ mặc một cái quần, một cái áo, đầu chỉ đội đúng một cái nón thôi. Không, thấy giàu cách mấy, bây giờ giàu có xài đồ hiệu đi nữa đó, thì khi nào mình nhớ tới nó thì nó mới là đồ hiệu. Nhớ nhà ai mà là shopping, shopaholism, ai mà đệ tử của tín đồ của shopping phải nhớ câu này: đồ hiệu nó chỉ là đồ hiệu khi nào mình nhớ tới nó.
Còn bình thường đó là mình sống với cái mình vải thôi. Không biết tôi nói chứ mình vải rồi đây có ai hiểu không ta? Cái cha kiên này cho mình út biết chứ mình vải không? Mình vải đó là cái chất liệu vải, cái fabric quality đó. Nó hiểu là LV, Gucci, Chanel, Prada gì cũng từng biết, nhưng mà cái mình nào mà mặc cái nó mềm, nó mịn, nó hút mồ hôi đó, cái đó là cái mình vải. Còn cái chuyện mà nó cái hiệu gì đi nữa đó, thì cái đó không quan trọng, mà nhiều người đó, họ chấp nhận mặc nực le lưỡi miễn là đồ hiệu thôi. Và có người giữa mùa đông tháng giá vậy đó, nó lạnh muốn chết mà chỉ cần người được mặc đồ hiệu là sung sướng rồi. Nè, nó có cái loại người đó, nó có cái loại người đó, nó khổ vậy đó. Làm ơn cho tôi nói chuyện nó hơi tà chút. Đó là cách đây cũng ngẫu nhiên có người gửi tôi coi cái clip mà đem là anh chàng ba trận à, thì tôi coi cái clip tôi giật mình. Mỗi người quen họ gửi cho tôi thì họ hỏi tôi bên đây có lạnh không, thì tôi nói lạnh, họ mới gửi tôi cái clip để cái thái độ nó là anh chàng ba trận. Thì có một celebrity của Việt Nam, tôi cũng giấu tên luôn, đi qua Mỹ chơi mà nhầm có lúc mà cái ly nó đang nóng le lưỡi, mà chàng của tôi là coi như là khoác nguyên một cái măng tô của hiệu LV mà to đùng. Trời ơi, nhìn của tôi nó, tôi nhìn không mà bên đây tôi sĩ nó đang lạnh đó nha, mà không biết cái đó quay hồi nào đó, mà lúc nó đang bên nó đang nóng đó, mà tôi coi mà tôi muốn đổ mồ hôi đó, mà người đó ráng mặc cái đó vô, rồi cái bạn bè nó ra phía trường nó rước, nó nói thẳng luôn, nó nói, anh ơi em nóng muốn chết luôn, anh thấy em mặc cái áo không? Bây giờ em mặc được bao lỗ em mặc liền, mà bên đây mặc bao lỗ cảnh sát nó bắt, nó nói là khiêu gợi gợi cảm vậy, em không dám vô, em thèm mặc bao lỗ dữ lắm, mà anh chơi cái áo này em nhìn em nhức đầu quá. Mà ổng tỉnh bơ, nhưng mà một lát sau bỗng chịu ổng thấu, lăn lén tháo ra, thì mình thấy ổng khổ gì đó. Cho nên tùy vào cái trình độ mà chúng ta có những cái thích, những cái ghét, nó rẻ tiền hay nó đắt tiền. Và suy cho cùng, sau hết, trên hết, đó là ở một cảnh giới cao nhất, mình thấy còn thích, còn ghét, còn sướng, còn khổ, còn thiện, còn ác, là còn một tỷ vấn đề. Còn một tỷ vấn đề này, phải thấy được như vậy đó thì mới là làm theo lời Phật được. Phật nói rằng bao nhiêu năm hoàng đạo ta chỉ nói đến hai chuyện thôi, cái khổ và con đường thoát khổ, chỉ vậy thôi, đó mới chính là vấn đề này. Và đó là khi ngài thành Phật thì nói đó. Còn khi mà trong 20 A Tăng Kỳ đối với ngài chỉ có 3 vấn đề trong kinh gọi là Buddha, gọi là Attacharya, là 3 cái bổn hạnh đó. Ở ngày làm bất cứ việc làm nào ngày cũng nhắm đến ba cái Attacharya, ba cái lợi hạnh, ba cái bổn hạnh. Một là Buddhattacharya, là nhắm đến cái Phật quả chánh đẳng giác vô thượng điều ngự cho mình kiếp sau, cho đời sau, chỉ mong thành cái Phật quả thôi. Thứ hai, nhà Tathacharya là nhắm đến cái chuyện mà những người hỗ trợ mình trong suốt cái thời gian hành ba la mật, đặc biệt là quyến thuộc. Này, cái quyến thuộc của chư Phật đặc biệt lắm. Quyến thuộc đây không phải là cùng máu mủ rồi quyến thuộc, mà là những người đã cộng nghiệp phò tri ngay trong lúc mà tu tập phạm phu đó, gọi là nhà tát thế giới gia. Và thứ ba đó gọi là lô cát thế giới gia, là nhắm đến vô lượng chúng sanh, những ai hữu duyên mà có ngài có thể độ được thì ngài thành Phật đến độ người đó. Cho nên là trong suốt thời gian còn phàm, ngài chỉ nhắm có 3 vấn đề thôi. Đó là làm việc thiện lớn thiện bé gì đó, ngài cũng nghĩ đến chuyện, một là cái Phật quả, hai là trả ơn những người mà phò trì mình, gọi là nha tát thế giới gia. Và ba là lô cát thế giới gia, nghĩa là tế độ chúng sinh vô lượng không phân biệt. Này, mà khi thành Phật rồi đó thì trên đường giác ngộ ngài chỉ nói có hai chuyện thôi. Khi đã giác ngộ rồi đó thì nói hai chuyện đó, ngài xác nhận mọi hiện hữu là khổ, mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, làm sao để thoát khỏi cái cuộc hiện hữu đó, chỉ vậy thôi. Mệt rồi, càng tiếng nữa nó ho nữa nó lây bệnh online. Ok, tôi bảo rồi, hẹn các vị lại thứ hai tuần sau, chứ nãy giờ được đúng 1 tiếng rồi. Dạ, con chúc xin... một ngày vui.